Hello, xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia và làm nhiệm vụ trong các từ nhóm tem 5G ăn chia airdrop. Thì nhiệm vụ là như thế nào? Đấy, thì mình ví dụ nhé. Thì trước khi vào làm nhiệm vụ ấy, thì mình xin nói sơ bộ qua là cách các bạn làm để kiếm tiền. Thì khi các bạn làm ấy, thì các bạn phải tham gia theo một nhóm, theo một đội nhóm nhé. Thì link thì mỗi bot và mỗi form airdrop ấy mình sẽ đưa ra, và công việc của các bạn nó chỉ là tham gia những cái form và cái bot airdrop đó. Thì sau này ví dụ các bạn là làm theo đội nhóm ấy, thì cái link của mình nó khả năng tiền về cực kỳ là cao. Đây, còn cái link của các bạn thì cũng khả năng về là 50-50, còn cái link của mình là khả năng về đến 90%. Thì ví dụ 100 bạn đấy, mình nói ví dụ là có 10 người hoặc là 100 người cũng được, không sao hết. Thì các bạn cứ tham gia vào nhóm, thì ví dụ mà cái link của mình mà có tiền về thì mình sẽ chia đều cho tất cả những bạn nào đã tham gia vào cái link đó. Thì làm cách làm là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Ví dụ đây là một cái link bot này, link form này đấy. Thì các bạn theo cái form của mình, các bạn đây, còn cái form này là có một bạn đóng nhóm trong nhóm của mình ấy, thì đưa lên, thì mình đánh giá con này là hay nhá. Thì lát nữa mình sẽ cho các bạn đánh giá sau, và bây giờ mình sẽ cho các bạn cách tham gia trước cái đã. Đây, ví dụ là mình đây các bạn là ví dụ tham gia link này nhá. Thì các bạn nào tham gia con này, chụp hình đấy. Đây, gửi đến nhóm này. Đấy nha các bạn à, để cho mình để mình xóa cái đoạn này cái đã. Mình cho đoạn sau cho nó, cho đoạn sau nó gì nhìn đấy. Đây thì khi các bạn tham gia đúng không, các bạn nhận vào link này, thì các bạn theo cái link của admin nhé, các bạn theo link của mình, thì các bạn này được ăn chia 20.000 cái đồng BTRS này. Thì hiện tại là giá cực kỳ là đẹp nhá. Đây, một đồng là có tới 39 đô rồi đấy, các bạn thấy kinh khủng không? Thì các bạn làm nhá, các bạn nhân vào làm, thì các bạn nhân vào cho mình, thì nó ra một cái như cửa sổ như thế này, một cái tag như thế này. Thì các bạn nhân vào này, thì công việc của bạn đó như là hoàn thành các nhiệm vụ ở đây. Thì các bạn theo dõi này, nó yêu cầu theo dõi trên future này, hay theo dõi ba kênh future này, và đăng lại bài đăng của cái bài nó yêu cầu này, đăng lại bài đăng nhá. Thì ở đây các bạn đăng lại bài đăng này đấy, like và chia sẻ thôi, và gắn thẻ ba người bạn, thì chắc nhiều bạn cũng biết rồi đúng không? Rồi nó bảo là cái này này, còn cái này nữa, thì nó sẽ đây, nó sẽ các bạn là bạn đăng phải đăng một bài đăng này đấy, các bạn cứ làm theo nhiệm vụ nó yêu cầu là được. Đó, khi các bạn tham gia xong ấy, các bạn chụp lại cái màn hình cho mình nhé. Đây rồi, đây có những câu độ này, thì các bạn xem cái nào hấp dẫn, cái nào các bạn xem thấy thì cái này mình không cho xem nữa rồi, tại vì mình làm hết rồi. Đây các bạn cứ làm xong rồi các bạn chụp hình lại cho mình. Đây, chụp hình lại như cái của mình như thế này. Đây thì các bạn bắt buộc các bạn phải theo cái link của mình nhé. Đấy, các bạn mà làm link ngoài là các bạn chả không được chia vốn đâu, không được chia vốn từ con này. Khi bạn làm xong các bạn cứ gửi hình cho mình. Đấy, ví dụ mình làm xong rồi chẳng hạn, mình sẽ gửi đến nhóm. Đây. Còn chưa thấy về nhỉ? Để mình. À, quên. Đây, đánh. Rồi. Các bạn gửi cho mình. Đây. Đây các bạn đã gửi, các bạn gửi cho mình nhá. Thì khi các bạn gửi hoàn thành cái này á, thì mình đã xác nhận các bạn đã tham gia cái này, thì sau này cái này tiền nó về ấy, thì mình sẽ tính theo cái số người đã làm, thì mình sẽ chia đều ra cho các bạn.
Đấy, thì các bạn làm như thế này thì cái link của mình là khả năng 90% nó sẽ ăn token ấy, ăn win. Thì còn những bạn nào mà làm theo cái link của mình ấy, thì bạn nào về thì chúc mừng bạn đó nhé, các bạn là được hưởng. Còn ngoài ra ví dụ các bạn không hưởng thì các bạn sẽ được hưởng từ cái link của mình đó, cái link chính của mình. Đó là cách để các bạn giúp các bạn kiếm tiền. Thì bạn nào quan tâm thì nếu mà bạn mới thì các bạn có thể tham gia nhóm này. Đấy, các bạn để ý cho mình nhé, cái nhóm này thì tham gia và cùng làm những cái kèo như thế này để được hưởng nhá. Hưởng thì ví dụ con này mà chỉ cần về 2 đồng thôi là có 100 đô rồi, sắp xỉ 100 đô rồi đó. Thì hiện tại là mình có 13 người tham gia, có 13 nhóm, 13 người trong nhóm rồi. Thì có khoảng 10 người tham gia nhóm là cùng khả năng ăn là cũng khá là cao lắm rồi đó. Thì đây mình sẽ, đó là cách mình hướng dẫn bạn cách tham gia vào tem 5G ăn chia Adrop. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này, và đừng quên cho mình xin một like video và đăng ký kênh ủng hộ mình. Và mình chúc tất cả các bạn một ngày mới vẻ nhé. Đó, thì đó là những cách mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái tham gia vào nhóm nhóm ăn chia 5G crypto rồi. Và mình xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.